Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Chị Hiên số 7 ngày 7 tháng 1 năm 2024. Đề thi văn học sinh giỏi quốc gia đề cập đến giá trị của người trẻ. Đề minh họa thi tốt nghiệp 2025 ngăn tình trạng học vẹt, cầu may. Bài luận về sấm chớp giúp nữ sinh giành học bổng 8,5 tỷ đồng. Đề thi văn học sinh giỏi quốc gia đề cập đến giá trị của người trẻ. Sáng ngày 5 tháng 1, gần 650 thí sinh đã dự thi môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Đề thi năm nay gồm 2 câu, vẫn như mọi năm. Phần nghị luận xã hội 8 điểm, đề cập đến các yếu tố trải nghiệm, ghi lại tức thời. Phần nghị luận văn học 12 điểm, yêu cầu thí sinh phải làm rõ một quan niệm thông qua các trải nghiệm văn học. Có thể thấy, phần nghị luận xã hội với câu hỏi bám sát cuộc sống thực tiễn của người trẻ hiện nay đã gợi nhiều suy ngẫm và lối sống, cách khẳng định bản thân của người trẻ trong xã hội. Đề minh họa thi tốt nghiệp 2025 ngăn tình trạng học vẹt, cầu may. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc và đề minh họa thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 cho 17 môn, trong đó toán và ngữ văn là hai môn thi bắt buộc. Môn thi ngữ văn vẫn gồm cấu trúc hai phần, đọc hiểu và viết, nhưng thay đổi trọng số từ 3-7 sang 4-6 điểm. Phần 1, đọc hiểu, nội dung kiến thức sẽ bao gồm văn bản ngoài sách giáo khoa thuộc một trong 3 thể loại sau: văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản thông tin. Nhận định về dạng bài gồm 4 đến 6 câu hỏi sắp xếp theo cấp độ tư duy, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ để có thể làm tốt phần đọc hiểu bao gồm đặc trưng thể loại, nắm chắc kiến thức tiếng Việt. Cách thức trả lời sẽ đưa ra câu hỏi ngắn gọn, hỏi gì trả lời đấy, không lan man, dài dòng. Phần 2 là phần làm văn, bao gồm nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Nghị luận văn học sẽ là về văn bản ngoài sách giáo khoa, có thể sẽ sử dụng luôn ngữ liệu phần đọc hiểu hoặc một ngữ liệu khác. Đây là dạng câu hỏi nhận biết 5%, kết hợp với thông hiểu 5% và vận dụng 10%. Các kiến thức trọng tâm cần nắm để làm tốt phần này bao gồm đặc trưng thể loại. Cách thức trả lời sẽ là chỉ ra và phân tích một đặc trưng thể loại, triển khai thành đoạn văn, bài văn, đảm bảo bố cục 3 phần, đảm bảo dung lượng, chú ý diễn đạt, sử dụng từ ngữ và khuyến khích bài làm có tính sáng tạo. Nghị luận xã hội có thể là tư tưởng đạo lý, hiện tượng đời sống, vấn đề rút ra từ tác phẩm văn học, trọng tâm vào những vấn đề liên quan tới tuổi trẻ, đất nước. Đây là dạng câu hỏi nhận biết 7,5%, kết hợp với thông hiểu 10% và vận dụng 22,5%. Các kiến thức trọng tâm để làm tốt phần này bao gồm cách triển khai theo từng dạng đề nghị luận xã hội, xác định đúng luận đề cùng hệ thống luận điểm, lý lẽ và dẫn chứng cho bài. Cách thức trả lời, triển khai thành đoạn văn, bài văn đảm bảo bố cục 3 phần, đảm bảo dung lượng, chú ý diễn đạt, sử dụng từ ngữ và khuyến khích bài làm có tính chất sáng tạo. Bài luận về sấm chớp giúp nữ sinh giành học bổng 8,5 tỷ đồng. Đào Ngọc Mai Phương, lớp 12 Lý 2 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã nhận tin trúng tuyển ngành kỹ sư điện tử, trường kỹ thuật thuộc Đại học TUF. Trong bộ hồ sơ ứng tuyển, Phương phải viết 3 bài nghị luận, gồm một bài luận chính và 2 bài luận phụ. Tìm ý tưởng cho bài luận là phần khó nhất, ứng viên phải thể hiện được con người của mình để thuyết phục nhà tuyển sinh, Phương nhìn nhận. Ngày nhỏ, mỗi lần trời mưa, em thường mở cửa sổ để quan sát. Những hạt mưa rơi xuống làm bốc lên mùi ẩm ướt của đất. Trong cơn mưa, đôi khi có sấm chớp, đánh xuống đất lóe sáng và lan ra như mạng nhện. Phương thấy sấm sét là một điều kỳ diệu và tò mò về hiện tượng này. Sau này, em biết do sự chênh lệch điện áp giữa các đám mây tích điện và mặt đất nên xảy ra hiện tượng phóng điện trong khí quyển, Phương nói. Để hồ sơ thêm ấn tượng, Phương học thêm các môn AP, dạy kiến thức cơ bản ở bậc đại học của Mỹ. Em đã hoàn thành môn toán giải tích BC và vật lý với điểm 5/5, đang học thêm môn vật lý điện với mục đích được miễn tín chỉ một số tín chỉ ở đại học. Nữ sinh sẽ bay đến Mỹ nhập học vào tháng 8 tới, xác định theo đuổi con đường nghiên cứu trong tương lai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiên số 7 ngày 7 tháng 1 năm 2024. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần trên YouTube Học Văn Chị Hiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.